Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 12 tháng 4 nhé. Tại Quảng Ninh thì trong 2 ngày vừa qua là ngày 11 và ngày 12 tháng 4 thì đã liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn gây thiệt hại cả về người và tài sản. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào lúc 19 giờ tối ngày hôm qua 11 tháng 4 tại chợ Hạ Long 1. Ở đây thì đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn ở khu vực ngành hàng hải sản tươi sống. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực này và kèm theo một số tiếng nổ lớn. Ngay sau khi nhận tin báo cháy vào lúc 19 giờ 55 phút thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa, không để cháy lan ra những khu vực xung quanh. Theo như lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người cũng như tài sản lớn của các tiểu thương và hiện tại thì cơ quan chức năng đang khoanh vùng và xác định nguyên nhân của vụ việc này. Còn vào trưa ngày hôm nay 12 tháng 4 thì một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn biệt thự lớn tại Cẩm Phả, Quảng Ninh và đã khiến cho một người tử vong. Theo đó thì vụ cháy xảy ra vào lúc 10 giờ, đám cháy rất lớn và kèm theo khói đen mù mịt bốc cao. Nhận được tin báo thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 11 giờ thì đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo như ghi nhận từ phía phóng viên thì tòa nhà giống như tòa lâu đài này thì mới được xây dựng hoàn thiện khoảng 3 năm nay, có diện tích khoảng hơn 1.000m² và cao 4 tầng. Do nội thất bên trong tầng 1 của tòa biệt thự này thì được làm bằng gỗ nên là đám cháy bùng phát dữ dội đã thiêu rụi đi nhiều tài sản. Có 2 nạn nhân mắc kẹt ở bên trong đám cháy là nữ chủ nhà và một người giúp việc. Sau đó thì họ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Cẩm Phả. Tuy nhiên thì rất tiếc là người nữ chủ nhà đã không thể qua khỏi. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm nay 12 tháng 4 thì khắp các trang mạng xã hội đang lan truyền nhau một bức hình được cho là Sơn Tùng MTP đã chở Hải Tú đi chơi bằng chiếc xế hộp G63. Mới đây thì người hâm mộ đang truyền tay nhau bức hình được cho là giọng ca chúng ta của hiện tại Sơn Tùng MTP đã tự tay lái xế hộp G63 màu trắng đắt đỏ của mình để đưa Hải Tú đi chơi. Bức hình thì đã được netizen chụp lại tại Đà Lạt vào dịp nghỉ lễ vừa qua đã khiến cho dân tình xôn xao. Dưới phần bình luận thì đông đảo khán giả đã ngay lập tức nhận ra bóng dáng của nam ca sĩ và Hải Tú. Tuy nhiên số khác thì lại cho rằng hình ảnh này không rõ nét, hai người trong xế hộp này cũng đeo khẩu trang nên không thể nhận diện rõ ràng được. Mặc dù vẫn chưa xác thực được độ chính xác của bức hình này, nhưng mà ngay lập tức thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cư dân mạng. Trước đó thì dân tình còn xôn xao khi mà Sơn Tùng bị bắt gặp sống chung nhà với Hải Tú tại căn biệt thự ở Nhà Bè. Sau khi drama này nổ ra thì Sơn Tùng và Hải Tú vẫn chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này. Người hâm mộ thì vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cả Sơn Tùng lẫn Hải Tú. Như vậy thì không còn là tin đồn nữa, Á hậu Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc đã chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống và thông tin này thì đã khiến cho rất nhiều người không khỏi tiếc nuối. Vào đêm ngày hôm qua 11 tháng 4 thì anh Jack, chính là chồng cũ của Á hậu Hoàng Oanh, đã bất ngờ đăng tải nội dung trên trang cá nhân của mình như sau. Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết được mọi việc, tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Được biết thì cả hai quen nhau vào hồi cuối năm 2017, công khai tình cảm vào dịp lễ Valentine năm 2019 và về chung nhà với nhau sau đám cưới ngoài trời rất hoành tráng với sự góp mặt của khoảng 200 khách mời. Nghi vấn hôn nhân của Hoàng Oanh trục trặc xảy ra vào dịp lễ 8 tháng 3. Trong khi các nghệ sĩ đã liên tục khoe quà từ nửa kia của mình nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ thì Hoàng Oanh lại chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh cô đang suy tư. Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly. Về phía Á hậu Hoàng Oanh, khi trả lời với phía báo chí thì cô thừa nhận đã vỡ mộng khi bước vào hôn nhân do sự khác biệt về văn hóa mà cô và chồng Tây thường xuyên có những mâu thuẫn trong những nếp sống hàng ngày. Trước đó thì cô chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng mình từng có một khoảng thời gian suýt đánh mất bản thân mình vì tất bật về chuyện con cái. Thông tin trên thì đã khiến cho rất nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối cho chặng đường yêu đương đẹp đẽ và đi đến hôn nhân của Á hậu MC Hoàng Oanh. Trước khi xác nhận đường ai nấy đi thì lần cuối mà gia đình của Hoàng Oanh xuất hiện bên nhau là cách đây khoảng nửa tháng. Cụ thể thì vào ngày 29 tháng 3, trên Instagram cá nhân, chồng Tây của MC Hoàng Oanh đã đăng tải khoảnh khắc anh trở về Việt Nam và đoàn tụ với vợ con sau nhiều ngày xa cách. Trong khung hình thì Jack đã cõng quý tử của mình và cả hai vợ chồng đều nở nụ cười rạng rỡ. Ở thời điểm đó thì đây được xem là bức ảnh xóa tan đi mọi nghi ngờ về việc rạn nứt giữa cặp đôi này. Tuy nhiên thì hiện tại cặp đôi đã chính thức ly hôn sau gần 3 năm về chung một nhà. Mới đây thì một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Bắc Giang khi một nghi phạm đã ra tay sát hại một nữ chủ cửa hàng quần áo, nghi vấn là do mâu thuẫn cá nhân.
Được biết thì vụ việc đau lòng trên xảy ra vào đêm ngày hôm qua 11 tháng 4 tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị xã Nhã Nam. Vụ án do đối tượng có tên là Phạm Thị Hà, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng gây ra. Nạn nhân là chị M, cũng chính là chủ cửa hàng quần áo tại thị trấn Nhã Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn nhỏ giữa Hà và chị M. Sau đó thì đối tượng Hà đã dùng một vật nhọn sát thương liên tục khiến cho chị M tử vong. Sau khi gây án thì Phạm Thị Hà đã bỏ trốn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhã Nam đã khẳng định rằng nghi phạm trên là người lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định và cũng chưa có chồng con, không nằm trong danh sách quản lý người có biểu hiện bất thường về tâm thần tại địa phương. Đến khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay thì lực lượng chức năng đã bắt được Phạm Thị Hà khi mà đối tượng này đang trốn ở trong một ngôi nhà hoang ở gần hiện trường vụ án. Và tối ngày hôm qua 11 tháng 4 thì Drake đã chính thức xuất hiện sau lùm xùm tình ái. Anh cũng hứa với người hâm mộ của mình rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại, cho thấy là màn comeback của Drake thì cũng đã rất cận kề rồi. Sau gần một năm thì Drake cũng đã có những động thái quay trở lại với showbiz. Nam ca sĩ cùng tổ chức sinh nhật online với các fan ba miền của mình. Qua lời tâm sự thì có thể thấy rằng Drake đã có những kế hoạch để trở lại. Một nguồn tin từ fanpage quen thuộc của Drake đã đăng tải câu chuyện anh trở lại sau một thời gian vắng mặt. Drake đã hoàn tất nội dung các track trong album nhạc đầu tay. Nguồn tin này còn cho biết thêm rằng Drake đang tham gia trực tiếp khâu sản xuất âm nhạc cho album đầu tay của mình cùng với team producer mới do chính anh làm leader. Tại buổi sinh nhật thì Drake đã chia sẻ rằng thời gian qua kinh khủng quá, giờ phải cố gắng thôi. Drake không muốn nói gì nữa, Drake cũng mệt rồi. Mình sẽ sớm gặp lại. Drake cũng mong rằng khi không có mình thì mọi người sẽ tự lo cho mình và tự chăm sóc cho mình, tự bảo vệ mình, tự biết cái gì tốt, cái gì xấu vì mình lớn rồi. Được biết trước đó, cách đây khoảng một tuần thì Thiên An cũng đã tung ra bộ ảnh mừng con gái tròn một tuổi. Từ khi biết tin mình có bầu đến khi sinh nở thì Thiên An cho biết rằng Drake không quan tâm đến mẹ con cô và cũng chưa gặp mặt con. Mỗi tháng thì sẽ chu cấp cho con 5 triệu đồng. Chính điều này thì đã khiến cho nam ca sĩ bị chỉ trích trong một thời gian khá dài vì sự vô trách nhiệm của mình. Trên sóng livestream mới đây thì Độ Mixi đã khiến cho nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi mà tự tay lập ra một group anti chính bản thân mình. Độ Mixi mới đây lại khiến cho nhiều người bất ngờ khi mà tự mình lập ra một group anti bản thân. Câu chuyện tưởng chừng như là quá vô lý này hóa ra lại hoàn toàn là sự thật. Câu chuyện bắt đầu khi mà trên sóng livestream, tộc trưởng bất ngờ được người xem thông báo là xuất hiện một group anti-fan trên Facebook. Với tâm trạng đầy háo hức và tò mò thì nam streamer này đã lập tức tìm kiếm nhưng mà không hề tìm ra. Và lúc này thì Độ Mixi mới nảy ra ý định là tự lập một group anti-fan chính mình. Theo như nam streamer này chia sẻ rằng, đây chính là nơi để những ai ghét mình có thể post bài. Và đây thật sự là một lý do đầy khó hiểu của Độ Mixi. Chưa hết thì nam streamer này còn dùng chính Facebook cá nhân triệu follow của mình để đăng tải một bài viết khai trương group này với nội dung là hội những người ghét cay ghét đắng, không đội trời chung với thằng Độ Mixi. Ngay lập tức thì group này đã thu hút về khoảng 4,2 nghìn người tham gia. Tuy nhiên thì cũng chẳng biết đây sẽ là group anti-fan chính thức của Độ Mixi hay sẽ là dành cho những fan thích cà khịa nam streamer này nữa. Các bạn thân mến, đó chính là những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 12 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.